Chào bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn về chiếc Hyundai Solity, một chiếc 16 chỗ. Điều gì đặc biệt ở trên Hyundai Solity? Đầu tiên, thời điểm. Hai, giá. Tại sao tôi review ngay giai đoạn này? Nó đều có lý do cả các bạn ạ. Đó là về cái giá của Solity, rất là đáng nói. Hiện nay Solity đang nằm ở cùng phân khúc với chiếc Ford Transit, một chiếc 16 chỗ, chuyên chạy dịch vụ. Thì các bạn xem có gì nào. Đầu tiên là mặt trước, các bạn hãy xem đây. Về tổng thể, Hyundai Solity khá là cao nha các bạn, quá là cao luôn nha. Đó, dòm thấy tướng rất là mạnh mẽ, rất trắng, cụm đen, xài bóng bi nha các bạn, bi hình như là bi led đấy các bạn ạ. Bi led đấy. Có dãy một dãy đèn led ban ngày, dòm thấy rất là nhiều, giống như nhiều cái con mắt xung quanh một cái con mắt bự, rất là thu hút tầm nhìn luôn các bạn. Đây, wow, khá là đẹp, khá là ấn tượng. Có bệ bước ở đây, chúng ta có thể rửa xe, lau xe, vệ sinh xe, bước lên đây ha, rất là hầm hố. Nắp cabin tầm cao rất là đẹp các bạn ạ. Đây có một cái bệ ha, chúng ta dòm trong cái hầm hố hơn, sắc sảo hơn, mạnh mẽ hơn. Rồi chúng ta sẽ khám phá bên hông và mặt sau nó có gì. Chúng ta sẽ đi một cái dọc ngang nha các bạn. Đây. Wow, dòm tổng thể rất là đẹp luôn các bạn. Rồi chúng ta đi xem phía sau có gì nào. Cụm đèn hậu to chà bá bự luôn các bạn ạ. Rất là to. Đây. Giúp cho những cái chiếc xe sau nhìn trông thấy và giữ khoảng cách an toàn với Solity. Đây có chữ Solity, Hyundai Solity. Đây các bạn. Xe này vừa bấm số nha các bạn, biển Kiên Giang. Chúng ta xem cốp sau ha. Đây là cái khoang để hành lý đồ của Hyundai Solity. Chúng ta để cũng được khá là nhiều vali đồ nha các bạn. Đây. Cái chỗ này vừa cho khá là nhiều người đứng luôn nha. Đối với cho trường hợp mà chúng ta đi những cái khoảng ngắn á, chúng ta có thể đứng được trên đây luôn nha các bạn. Rất là rộng, còn khá là rộng nè các bạn. Còn cao luôn, không có gì chặt đâu các bạn ạ. Đây chúng ta khép lại thử xem nè. Đây các bạn xem này, mình có thể đứng thêm được một người như cái khoảng cách trong cái tầm như thế này luôn các bạn, rất là rộng, sải bước rất là thoải mái. Thằng em của tôi cũng rất là có tâm các bạn, đóng cửa cho tôi luôn. Đây, tầm nhìn các bạn thấy không, quan sát từ phía sau thôi nhưng mà trông rất là rộng. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá bên trong Solity có gì nào. Rồi, chúng ta sẽ bước lên xem. Cái cảm giác đầu tiên mà tôi nhận thấy trên chiếc Hyundai Solity đó là một khoảng sáng, khoảng không rất là rộng luôn các bạn. Cao nè các bạn ơi. Đây người tôi khoảng tầm 1m65-66, còn rất là rộng. Trên đây nó có một cái máy hút, trường hợp chúng ta đi xa, những cái đồ ăn mà có mùi á thì chúng ta sẽ hút nhanh hơn, chính bám mùi. Bên đây có một số đệ bệ để đồ, chạy từ trước tới dọc ra sau luôn hai bên. Hệ thống dàn lo, dàn quạt, dàn lạnh đầy đủ hết các bạn ạ. Bố thoát hiểm đây. Nói chung là dùng từ sao ta, rộng rãi nè, tiện nghi nè, thiết kế đẹp nè, và thoải mái. Đó là những cụm từ mà tôi dành cho chiếc Hyundai Solity như thế này. Rồi ghế, đây chúng ta ghế có thể ngã được luôn. Đây tôi ngồi thử xem nha. Ví dụ chúng ta sẽ đi đường xa thì ngồi như thế này thì nó hơi bị mỏi các bạn. Solity chúng ta có thể ngã được, ngã hết luôn nè. Quá là rộng, quá là im luôn các bạn. Đây với một cái gối
tựa cổ nữa. Wow, quá là tuyệt vời luôn. Chúng ta đi đường xa rất là thoải mái. Sải chân này các bạn coi nè, sải chân này, đây nè, thoải mái luôn. Chúng ta có thể để đồ được dưới đây. Khoảng cách giữa các hàng ghế cũng như cái đường đi lại rất là rộng luôn các bạn. Đây, mình đi tới luôn, di chuyển trên xe hoặc bước xuống lên bước xuống rất là thoải mái. Da ghế, ghế được bọc da màu đen, này nó được màu tông xanh, xanh sậm xíu, nó hài hòa giữa cái nội thất xe và ghế. Thì cái xe 16 chỗ tại sao chúng ta đáng đồng tiền để mua nhờ? Cái này có nhiều ưu điểm đó các bạn ạ. Khi mà các bạn về việc kinh doanh của bạn, góc độ là kinh doanh, thì khi các bạn bỏ tiền nha, nó tầm khoảng 1 tỷ ngoài. Hiện nay Solity lăn bánh dưới 1 tỷ mốt nha các bạn. Thì các bạn chỉ chở được khoảng tầm 5-7 người đối với những chiếc sedan và SUV. Nhưng đối với một chiếc 16 chỗ như thế này thì chúng ta sẽ được lợi thế hơn. Tiền tài này, tiền visa này, rất là nhiều thứ. Quan trọng hơn, khi mà các bạn mua 16 chỗ thì các bạn mua 16 chỗ thì chúng ta sẽ được lợi thế về rất là nhiều thứ luôn các bạn ạ. Quá là tuyệt vời. Khoảng sáng quá rộng, khoảng cách quá rộng, nội thất quá êm. Giữa Hyundai Solity 16 chỗ và Ford Transit thì các bạn thấy như thế nào? Đây, các bạn hãy comment ở bên dưới để chúng tôi đánh giá sát hơn. Đây, các bạn có thể thấy về cái việc lợi thế cho nhà xe chúng ta khi mà mua Hyundai Solity. Dễ vệ sinh hơn, rất là rộng. Khi mà vào mùa cao điểm á, thì thường những các xe chạy có thể là chạy xây tua, chạy xây liên tục, thì anh em lo tranh thủ phải thu dọn ngay những cái gác, những cái bụi mà cái chuyến trước mà chúng ta đã đi. Thì Solity chúng ta vệ sinh rất là nhanh và tiếp tục đón khách.